Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, chiều nay đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương về dân hoa dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Tuấn Anh cùng đoàn thành kính dâng lễ, dâng hoa, dân hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người, luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong những năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư trong việc định hướng xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối chủ trương biện pháp lớn quan trọng về nền kinh tế xã hội, có phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong không khí trang nghiêm thiêng liêng, đồng chí Trần Tuấn Anh, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người tiếp đó đồng chí trần tuấn anh và đoàn đại biểu về dân lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia trong bồn xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an mảnh đất thiêng liêng biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng